Bồ Tát Phật Bà Tu Sa Pa Mang Ca Lang Ra Khan Tu Sa Ba Đề Va Ta Sa Pa Sang Ca No Pha Ve Na Sa Đa So Thi Và Hoàn Tu Tế Tất Cả Phước Bao Hằng Có Đến Người Cầu Xin Chư Thiên Hộ Trì Đến Người Do Nhờ Quay Đức Của Chư Phật Do Nhờ Quay Đức Của Giáo Pháp Do nhờ oai đức của chư tăng các sự an là thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn sa thu sa thu lành thay Akasattha Chakkhummattha Devanaga Mattika Bunyanglo Anumodantu Chirang Rakkhantu Sasanang Akasattha Chakkhummattha Devanaga Mattika Bunyanglo Anumodantu Chirang Rakkhantu Nogaro Akasattha Chakkhummattha Devanaga Mattika Bụn nhân nô anh nô mô đàn tu chi rằng rạc khanh tu nhà ta vô A ca sát tha cha phùng mát tha Đệ hoa na ga mất thi ca Bụn nhân nô anh nô mô đàn tu chi rằng rạc khanh tu bà ni nô A ca sát tha cha phùng mát tha Đệ hoa na ga mất thi ca Bụn nhân nô anh nô mô đàn tu chỉ rằng rạch khanh tu nô sa đà chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều đông vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hệ phật đều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyền thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con quy thụ đạo màu tu hành tinh tận ngọ hầu ô sanh văn kinh chi cu sa la cam mang ca tắc bằng khi ri văn ma ma ca về na hoa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng về sát ta sanh nhi nô áp thi về cha sát ta Asanh ni no ca tăng quân nhã phá lăng mây ngang sắp bê pha ghi phá hoành tu tê về tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng quân nhã phá lăng ma già về cha tát ta na cha nan ti đề qua gần tòa ni huệ đã dùm sắp bê lô cầm hi về sắp ta chi quan ta ha hệ tu ca ma nôn nhân phụ cha năng sập bề la phàn tu ma ma chê ta sa tí phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đã lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng hay chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cũng dược hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng Y đăng nô nha ti năng hồn tu su khi ta hồn tu nha ta vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đáng sinh hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của chúng con đã quá vạn rồi cầu xin cho các vị ấy hẳn có được sự yên vui. Y đăng quá ta mê buôn nhân a sa quá khá gia quá hằng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đạt trong sạch làm đây hãy là mỏng duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Dạ con kính cảm ơn sư Pháp Trang đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con và sư cũng đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã vào đạo tràng chứng minh cho chúng con đọc kinh lễ bái thọ trì tâm thọ trì quy giới ạ. Dạ.
Tất cả phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng kính dâng đến ngài Tri Đức và sư Pháp Trang, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài luôn có được sức khỏe tốt và an vui trong đời sống phạm hạnh. Con cũng xin chia phước báo này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng quý vị quan hệ thọ dụng đồng đều nhau cả thải. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mít trở lại cho ngài Trí Đức để ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sanghaya. Hai kính lễ để Đức Phật Tràng. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 422. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dâng ơn đức tam bảo. Bụt Thô Ma Hê Si Ả Rằng Tất Tha Gá Tô Lô Cô Tâm Mô Sắp Bá Gá Lô Huy Chệt Thác Cô Lô Cá Sá Sá Thà Chá Lá Đầm Mắc Cô Quý Đồ Hoành Đà Má Hành Tầng Nga Ra Phù Chá Này Giác Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sinh Bằng Thoát Ly Phiền Não Cho Chăng Tối Thượng Giáo Chủ Tiên Năng Vô Lượng Tư Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô Bát Đi Bồ Vijata Sa Sa Thu Nô Lô Ca Na Man Tha Sa Vi Na Ka Rô Kho Sa Pa Nhu Bút Thập Pa Ti Phu Ti San Nha Tô Quần Đà Ma Hành Tâm Na Ra Phu Cha Này Gia Cần Pháp Bảo Vi Ánh Vàng Như Lai Phai Sáng Vẹt Màng Vô Minh Phá tan lầm lạc dũng sinh đề dự Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thổ su ca tá sa sa quốc cổ sít kha su ca mô quốc lạc thầm bát sít kha cổ niên đa bát sân sa di a na đa rô quá rô hoành đà ma hành tầm la ra phù cha này giác cần Tăng bảo thinh vân Phật đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các thầy thanh tịnh ly trần, xá lệ thể phạm hàm, nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng trong chúng, nhớ ghi cúng dường. Ra tà ná tê giá tê chê, ná sê kha mê ê, tu quá tha năng tao xa bí à nú phà quê, ná sá hạ xa dê. Ná sê chạch tú, cầu xin tâm bảo uy linh. Cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học, đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầya, phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 422. U sa phần pa quá rằng quý thần U sa phần bác quá rằng quý rằng U sa phần bác quá rằng quý rằng Này chữ quý rằng hay là quý rằng Xin lỗi quý vị ha, chờ chút 420 À 422 chứ À, chữ này là quy răng, chứ không phải quý răng ha. Chữ quy răng. Quy răng có nghĩa là vị anh hùng, chứ không phải quý răng ha. U sa phần bác quá răng quy răng. U sa phần bác quá răng quy răng. U sa phần bao quá rằng quỳ rằng rồi câu số 2 ma hê sinh quy chi ta quy năng à đúng rồi
Ma he sin vichita quy năng như vậy chúng ta ôn lại hai câu này ha. Ô sa phần ba quá rằng quy rằng ma he sin vichita quy năng Ô sa phần ba quá rằng quy rằng ma he sin vichita quy năng Ô sa phần ba quá rằng quy rằng ma he sin vichita quy năng Câu số 3 và câu số 4. Ane chăng maha ta cần bút thần Ane chăng na ha ta cần bút thần Ane chăng na ha ta cần bút thần tam hằng tu mi brahm ma năng Ane chăng na ha ta cần bút thần tam hằng tu mi brahm ma năng Ane chăng na ha ta cần bút thần tam hằng phù mi brahm ma năng Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới qua hai cách đọc ha. Cách đọc thứ nhất tương đối đơn giản hơn. U sa phần bao quá rằng vì rằng ma hề xin quý chí ta quý năng Ane chăng na ha ta cần bút thần tam hằng phù mi brahm ma năng U sa phần bao quá rằng vì rằng ma hề sinh quý chí ta quý năng Ane chăng na ha ta cần bút thần tam hằng phù mi brahm ma năng U sa phần ba quá rằng quỳ rằng ma hề xin quý chí ta quý năng Ane chăng na ha ta cần bút thần tam hằng phù mi brahm ma năng Và cái đọc thứ hai thì nó hơi dài hơn một tí. U sa phần ba quá rằng quỳ rằng ma hề xin quý chí ta quý năng Ane chăng na ha ta cần bút thần tam hằng phù mi brahm ma năng Ô sa phần ba quá rằng quỳ rằng ma hề xin quý chí ta quý năng Ane chăng na ha ta cần bút thần tam hằng phù mi brahm ma năng Ôi sa phần bá quá rằng quỳ rằng ma hề xin quý chí ta quý năng Ane chăng na ha ta cần bút thần tam hằng phù mi brahm ma năng Vậy thì trong cách đọc trường âm chúng ta có hai cách đọc. Một cách đó là chúng ta dừng lại cuối câu số 2. Cách thứ hai chúng ta đọc thẳng một hơi. Mà đây là một bài kệ 8 từ ha. Vậy thì chúng ta kệ với cái âm điệu 4-4. Và một lần như vậy thì chúng ta đọc hai câu ha. Để nương nhau, âm giọng nó có vẻ nương nhau và chúng ta cảm thấy rằng kệ theo cái khả năng của mình, giọng trầm, giọng bóng, giọng cao, giọng thấp thế nào. Nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng ồ, mình đọc như vậy là hay lắm rồi ha. Khỏi cần chú ý đến người khác mà mình đọc mình cảm thấy rằng mình thành công thì đó là một cái vấn đề mà quý vị cảm nhận hay dở do chính mình, chứ đừng có nghe người khác rồi bắt chước người khác. Thì chính mình phải hiểu mình là ai, cái đó mới quan trọng ha. Đôi kệ này 4-4, quý vị chú ý nha. Ô sa phần ba quá rằng quỳ rằng ma hề xin quỳ chỉ ta quy năng Ane chăng na ha ta cần bùn thăng ta ma hăng pru mi brahm ma năng Ô sa phân ba hoa răng quy răng ma hê sinh quy chi ta quy năng
anh ấy chẳng na ha ta cần buồn thân ta mang cu mi plum ma nằm ủ sa phân ba hoa răng quỳ răng mai xin quỳ chỉ ta quỳ năng anh ấy chẳng na ha ta cần buồn thân ta mang cu mi plum ma nằm bậc châu chúa thù thắng bậc anh hùng đại sĩ bậc chiến thắng không nhiễm bậc đẩy sạch giác ngộ ta gọi bà là một rồi xin mời chiếc mê ta chiếc kim nhung ạ. Dạ nam mô bổn thà giá nam mô tham ma giá nam mô sang khà giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ đảnh lễ ngài Trì Đức, sư Pháp Trang cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin trả bài câu pháp cú 422. U sa phằng ba hoa rằng quỳ rằng ma hề sinh quy chi tà quy năng a nề chẳng na hà ta càng bút thằng ta ma hằng pru mi pram ma năng u sa phằng ba hoa rằng quy rằng ma hề sinh quy chi tà quy năng a nề chẳng na ca ta càng bút thằng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ú xá là hai đoạn âm. Phăng, trường đọc theo giọng nguyên âm. Bá, quá là hai đoạn âm. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quy, trường âm thông thường. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Má, đoạn âm. Hê, trường âm thông thường. Sinh, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý chí, hai đoạn âm. Ta, trường âm thông thường. Quý, đoạn âm. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại hai câu 1 và 2. Ú sa phằng ba hoa rằng quỳ rằng ma hệ sinh quý chí ta quý rằng. Con phân tích câu 3 câu 4. Á, đoạn âm. Nê, trường âm thông thường. Chăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná, đoạn âm. Ha, trường âm thông thường. Tá, đoạn âm. Căng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bút, trường âm nhấn. Thăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá, má, hai đoạn âm. Hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pru, trường âm thông thường. Mí, đoạn âm. Pram, trường âm nhấn. Má, đoạn âm. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A chê a nê chăng na ca ta căng bút thằng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Các con đọc lại hết bài. U sa phằng ba hoa rằng quỳ rằng ma hệ sinh quy chi ta quy năng a nê chăng na ca na hà ta càng bút thằng ta ma hằng pru mi pram ma năng u sa phằng ba hoa rằng quỳ rằng ma hệ sinh quy chi ta quy năng a nề chăng na ca ta càng bút thằng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Bậc châu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà La Môn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Ô sa phăng ba hoa răng quy răng mà hệ sinh quý chi ta quý năng a nê chăng na
ta căng bụt thăng ta ma hăng pro mị brahm ma năng. Dạ con đã đọc xong, kể xong, có chỗ nào sai sót xin ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con ạ. Dạ con nhường mic cho cô Kim. Con xin kính chào sư đức, sư pháp trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Rồi, cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe âm thanh rõ. Dạ con xin trả lời kinh Pháp Cú câu 422, còn một câu nó là 423 là hết sư đó. Vậy là từng tới là học cái mới không sư? Cũng học được mới. Dạ con xin trả bài ạ. Kinh Pháp Cú câu 422. Ú sa phần pha qua rằng quỳ rằng má hề sinh quý chí ta quý năng a nề chẳng na hà ta khẳng bút thần ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Ú sa phần pha qua rằng quỳ rằng má hề sinh quý chí ta quý năng a nề chẳng na hà ta khẳng bút thần tam hằng ru mi ram ma năng. Phân tích câu 1, câu 2. Ú xá hai đoạn âm phân, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá quá hai đoạn âm răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quỳ trường âm thông thường răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Má đoạn âm hê, trường âm thông thường sinh, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý chí hai đoạn âm ta, trường âm thông thường quý đoạn âm năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ú sa phần pa qua rằng quỳ rằng ma hề sinh quý chí ta quý năng a nề chẳng na hà ta khăn bút thần ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Á đoạn âm nê, trường âm thông thường chăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná đoạn âm ha, trường âm thông thường tá đoạn âm khăn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bút trường âm nhắn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru trường âm thông thường mí đoạn âm. Râm trường âm nhắn, má đoạn âm năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. A nề chằng na hà ta khà bút thần ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Ú sa phần pa qua rằng quỳ rằng ma hề sinh quý chí ta quý năng a nề chằng na hà ta khằng bút thần ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Ú sa phần pa qua rằng quỳ rằng ma hề sinh quý chí ta quý năng a nề chẳng na hà ta khẳng bút thần ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Ú sa phần pa qua rằng quỳ rằng ma hề sinh quý chí ta quý năng a nề chẳng na hà ta khẳng bút thần ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Ô sa phăng pa wa, ô sa băng, ô sa phăng pa wa răng quý răng, ma hề sinh quý chi ta quý năng, a nê chăng na hà ta khăn bút thăng ta ma hăng ru mi râm ma năng. Bạc châu chúa thù thắng, bạc anh hùng đại sĩ, bạc chiến thắng không hiểu ta gọi bà la môn. Đó là bản của hòa thượng Thích Minh Châu. Ôi trời ơi, sao hôm nay con buồn ngủ quá. Cảm ơn sư đã cho bông qua như vậy, kỳ này cũng không có gì trục trặc hết trơn hết sư nha. Con cảm ơn sư nha, và cảm ơn quý vị khác nha. Mời cô Kim Nhung lên kế tiếp ha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài
Dạ kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài câu kệ ngôn số 422 ạ. Usa phằng ba ra hoàng quỳ rằng ma hệ sinh quy chi tà quy nặng a nề chẳng na hà ta cần bút thằng ta ma hằng pro mi pram ma nặng Usa phằng ba ra hoàng quỳ rằng ma hệ sinh quy chi tà quy nặng a nề chẳng na hà ta cần bút thằng ta ma hằng pro mi pram ma nặng. Con xin phân tích ạ. Câu 1, câu 2. Ú xá là hai đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá quá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quy là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Má là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, sinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý trí là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U sa phằng ba ra hoằng quỳ rằng ma hề tình quy chi tà quy nặng. Câu 3 và câu 4 ạ. Á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, trăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná là đoạn âm, hăng, ha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pro là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A nề chẳng na hà ta càng bút thằng ta ma hằng pro mi pram ma năng. U sa phằng ba qua rằng quỳ rằng ma hệ sinh quy chi tà quy nặng a nề chẳng na hà ta cần bút thằng ta ma hằng pro mi pram ma nặng. Bậc châu chúa thủ thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà La Môn là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. U sa phang pa wa rang wi rang ma he sing wi chi ta wi nang a ne chang na ha ta kang bút thang ta ma hang pru mi pram ma nang. U sa phang pa wa rang wi rang ma he sing wi chi ta wi nang nê chăng na hà ta căng bút thăng ta mang rô mi pram ma năng. Bậc châu chúa thủ thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà La Môn là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có gì sai con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ kính cảm ơn đạo tràng, con xin xuống mic thân mời Thanh Hoàng ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 422 ạ. U sa phàng pa ra pa qua rằng quỳ rằng ma hề sinh quy chi tà quy nặng a nề chẳng na hà ta càng bút thằng ta ma hằng rù mi bram ma nặng. U sa phằng ta qua rằng quỳ rằng ma hề sinh vi chi tà quy nặng a nề chẳng na hà ta càng bút thằng ta ma hằng rô mi pram ma nặng. U sa phằng ta qua rằng quỳ rằng ma hề sinh vi chi tà quy nặng a nề chẳng na hà ta càng bút thằng ta ma hằng rù mi bram ma năng. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Ú xá là hai đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá quá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quy là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
Má là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, sinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý trí là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U sa phàng pa qua rằng quỳ rằng ma hề sinh quy chi tà quy năng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. A nề chẳng na hà ta càng bút thằng ta ma hằng bồ mi brahm ma năng. Á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, bram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin được đọc cả bài. U sa phàng pa qua rằng quỳ rằng ma hề sinh quy chi tà quy năng. A nề chẳng na hà ta càng bút thằng ta ma hằng rù mi brahm ma năng. Bậc châu chú thủ thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch sắc ngộ, ta gọi đà la môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. U sa phang pa qua rằng quy rằng ma hê sinh quy chi ta quy năng. A nê chăng na ha ta căn bút thăng ta ma hăng rô mi brahm ma năng. U sa phang pa qua rằng quy rằng ma hê sinh quy chi ta quy năng. A nê chăng na ha ta căng bút thăng ta ma hăng rô mi brahm ma năng. Dạ con đã đọc xong, mà con có sai xin thầy và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic, xin mời thiện hữu ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 422. U sa phằng ba hoa rằng quy rằng ma hề sinh quy chi ta quy năng. A nê chăng na hà ta càng bút thằng ta ma hằng rù ni rằm ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ú xá hai đoạn âm, phăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá quá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quy trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, hê trường âm thông thường, sinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý trí hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, quý đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U sa phằng ba hoa rằng quy rằng ma hề sinh quy chi ta quy năng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Há đoạn âm, nê trường âm thông thường, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, ha trường âm thông thường, tá đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, rằm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A nê chăng na hà ta căng bút thăng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 422. U sa phằng ba hoa rằng quy rằng ma hề sinh quy chi ta quy năng. A nê chăng na hà ta căng bút thăng ta ma hằng rù mi rằm ma năng.
Bậc trâu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Alo. Dạ, dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào toàn thể đạo tràng và cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin đọc câu pháp cú 422. Usapang pawa rang wi rang ma he sin ni chi ta wi nang a ne chang na ha ta kang put thang va ma hang phu mi pam ma nang. Usapang pawa rang wi rang ma he sin ni chi ta wi nang a ne chang na ha ta kang put thang va ma hang phu mi pam ma nang. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. U sát phần ta quá rằng quỳ rằng má hề xình với chí tà quý năng. U xá là hai đoạn âm, phân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá quá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quy trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, hê trường âm thông thường, xin trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý chí hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, quý đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U sa phần ta qua rằng quỳ rằng ma hề xin quý chí tà quý rằng quý năng. Dạ con xin đọc phân tích câu 3 và câu 4. A nề chằng na hà ta cằn bút thần ta ma hằng phù mi phầm ma năng. Á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, lý đoạn âm, vâm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A nề chằng na hà ta cằn bút thần ta ma hằng phù mi phầm ma năng. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú 422. U sa phần ta qua rằng quỳ rằng ma hề xin quý chí tà quý năng. A nề chằng na hà ta cằn bút thần ta ma hằng phù mi phầm ma năng. Bậc trâu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể ạ. U sa phăng phá hoa răng quy răng mà hê sinh quý chị ta vi năng. A nê chăng ná hà ta căng vô thăng ta ma hăng phú vi phẩm ma năng. U sa phăng phá hoa răng quy răng ma hê sinh vi chỉ ta nghi năng. A nê chăng na ha ta căng vô thắng ta ma hăng phô mi phâm ma năng. Bậc trâu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, có gì sai nhờ sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, cảm ơn các bạn đạo tràng đã lắng nghe và con xin xuống mic xin nhường cho việc kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, Nam Mô Thầm Mà, Nam Mô Sàng Khai Giáo. Dạ, con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức, kính ảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính là đạo tràng các cô tu nữ. Con xin chào bà. U sa phần ba hoa rằng quy rằng ma hề sinh quý trí tà quý năng a nề trần
Na hà ta cần bút thần ta ma hằng bù mi tuần ma nằng U sa phần ba hoa rằng quy rằng ma hề sinh quy chích quy chi tà quy nặng a nệ chẳng na hà ta ta cần bút thần ta ma hằng bù mi tuần ma nằng U xá là hai đoạn âm, quan trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá, quá là hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý, đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Má, đoạn âm, hê, trường âm thông thường. Sinh, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý, chí, hai đoạn âm. Ta, trường âm thông thường. Quý, đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U sa phần ba hoa rằng quy rằng ma hề sinh quy chi tà quy nành á đoạn âm nê trường âm thông thường trang trường âm đọc theo giọng nguyên âm ná đoạn âm ha trường âm thông thường tá đoạn âm khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm bút trường âm nhấn thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm pru trường âm thông thường mí đoạn âm brum trường âm nhấn má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm a nề chằng na hà ta cằng thằng ta ma hằng pru mí brum ma nằng u sa phần ba hoa rằng quy rằng ma hề sình quy chi tà quy nằng a nề chằng na hà ta cằng bút thần ta ma hằng bù mi brahm ma nằng u sa phần ba hoa rằng quy rằng ma hề sinh quy chi tà quy nằng a nề chằng na hà ta cần bút thần ta ma hằng bù mi brahm ma nằng bậc trâu chúa thù thắng bậc anh hùng đại sĩ bậc chiến thắng không nhiễm bậc tẩy sạch giác ngộ ta gọi bà la môn bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu u sa phân hoa u sa phân ba hoa rằng quy rằng ma hê sinh quy chi ta quy nằm a nê chăng na hà ta căng bụt thăng ta ma hăng bụ mi brahm ma Quỳnh Giang Nhật Hạ kêu quý rằng để đọc lại coi nhà thấy ạ thấy chỉnh sửa không biết cái chỗ đó có sai không u sa phần ba hoa rằng quy rằng ma hề sinh quy chi tà quy năng a nề chằng na hà ta cầm bút thần ta ma hằng bù mi brahm ma năng Dạ đúng không anh Giang Nhật Hà? Chết không? Chết không? Dạ chắc là chắc quy năng. Dạ thôi, dạ đi xuống. Dạ chắc chết lộn để coi lại. Dạ thưa anh. Alo 123 123 Quỳnh Giang Nhật Hà nhắc như vậy là đúng rồi. Xích Hà chữ quy răng là anh hùng chứ không phải là quý hả? Quy răng chị có sai chỗ này, chắc rằng cái dấu huyền nó hơi nhỏ, và cũng chú ý nghe những người khác đọc rồi có sự nhận định. Chữ này tức là quy răng ha. U sa phần ba hoa răng quy răng chứ không phải là quý ha. Rồi Sĩ Khà thêm cái dấu huyền vô, chỉ sai chỗ đó thôi, chắc bị nhầm hay là thấy nó nhỏ quá rồi đã đọc quý luôn ha. Rồi mời Sĩ niệm từ. Dạ con cảm ơn sư. Dạ con kính định đại ba ngôi tam bảo. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính định đại sư Trí Đức, con kính định đại sư Pháp Trang, con kính đại cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính chào đạo tràng.
Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết là âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú 422 ạ. U sa thằng ba wa rằng vì rằng ma hệ xin vi chi ta vi năng a nệ chẳng na hà ta cần bút thằng ta ma hằng bù mi brahm ma năng u sa thằng ba wa rằng vì rằng ma hệ xin vi chi ta vi năng a nệ chẳng na hà ta cần bút thằng ta ma hằng bù mi brahm ma năng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. U sa thằng ba wa rằng vì rằng ma hệ xin vi chi ta vi ra năng. Dạ, câu số 1 u là xá là hai đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá quá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 2, má là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, xin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý chí là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. A nệ chẳng na hà ta cần bút thằng ta ma hồng ru mi brahm ma năng. Và câu số 3, á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại bốn câu. U sa thằng ba wa rằng vì rằng mê ha xin vi chi ta vi năng a nệ chẳng na hà ta cẳng bút thằng ta ma hòn ru mi brahm ma năng. U sa thằng ba wa rằng vì rằng ma hệ xin vi chi ta vi năng a nệ chẳng na hà ta cẳng bút thằng ta ma hòn ru mi brahm ma năng. Và con xin kệ. U sa thằng ba wa rằng vi rằng ma hê xin vi chi ta vi năng a nê chăng na ta ta căng bút thăng ta ma hăng phu mi brahm ma năng. Bậc trâu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch cho chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã phân tích và con đã đọc xong. Con có sai, mong Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa lại dùm con ạ. Con kính cảm ơn Đạo Tràng thật nhiều. Và bây giờ xin mời bàn tay của Tina. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Thức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang và quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài 422. U sa tăng quá quá rằng vì rằng ma hề xin vi chi ta vi năng a nề chẳng na hà ta khăn bút thần ta ma hằng bùm mi bầm ma năng. U sa tăng quá Pawa rằng vì rằng ma hề xin vi chi ta vi năng a nề chẳng na hà ta khăn bút thần ta ma hằng bùm mi bầm ma năng. Để con phân tích câu 1 và 2. Ú xá hai đoạn âm, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá quá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quy trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, hê trường âm thông thường,
xin trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm trí đoạn âm ta trường âm thông thường, quý đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Usa bằng power rằng vì rằng ma hề xin quý trí ta quý năng. Câu 3 và 4, á đoạn âm nê trường âm thông thường, chân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm ha trường âm thông thường, tá đoạn âm khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú trường âm nhắn thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí trường âm mí đoạn âm, băm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A nê chăng na ha tác thằng bút thằng tá ma hằng bùn mí bầm má nằng u sa bằng tá quá lằng quỳ lằng má hề xin quý chí tà quý nằng. A nê chăng na ha tác thằng bút thằng tá ma hằng bùn mí bầm má nằng. Bậc trâu chú thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ ta gọi bà la môn. U sa phăng quá quá lăng quý răng mà hê xin quý chi ta quý năng. A nê chăng na ha ta khăn quân thăng ta ma hăng bùm mi bấm ma năng. Dạ con kính tri ân sư và đạo tràng, con xin mời sư Hai Ti. Alo, alo ạ. À, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con kính lễ cô quý tu nữ Phước Hạnh và kính lễ quý cô trong tu nữ trong đạo tràng và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 422. U sa phằng ba qua rằng quỳ rằng ma hề sinh quy chi tà quy năng. A nề chăng na hà ta cằng na hà ta cằng bút thằng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. U sa phằng ba qua rằng quỳ rằng ma hề sinh quy chi ta quy năng. A nê chăng na ha ta căng bút thằng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Chữ hơi nhỏ. Dạ con đọc con phân tích. Ú xá là hai đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá quá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quy là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, sinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý chí là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, trăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, răm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại toàn bài. U sa phằng ba qua rằng quỳ rằng ma hề sinh quy chi ta quy năng a nề chẳng na ha ta cẳng bút thằng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Con xin kể. U sa phằng ba qua rằng quỳ rằng ma hề sinh quy chi ta quy năng a ne chang na ha na ta khang ut thang ta ma hang ru mi dam na năng. Đây là giọng nó hơi bị khạc tiếng. Bậc châu chúa thủ thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà la môn. Dạ con đã đọc xong và phân tích xong, con có sai thì mong ngài trí đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con xin đảnh lễ ngài trí đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 422. U sa phằng ba qua rằng quỳ rằng ma hề sinh quy chi tà quy năng a nề chẳng na hà ta cần bút thần ta ma hằng pru mi phram ma năng u sa phần ba qua rằng quy rằng ma hề sinh quy chít ta quy năng u sa là hai đoạn âm phần trường âm đọc theo giọng nguyên âm ba quá hai đoạn âm răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quy trường âm thông thường răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm má đoạn âm hê trường âm thông thường sinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm quý trí hai đoạn âm ta trường âm thông thường quý đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm u sa phần ba qua rằng quỳ rằng ma hề sinh quy chi tà quy năng a nề chẳng na hà tắc cần bút thần ta ma hằng phù mi phram ma năng á đoạn âm nề trường âm thông thường chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ná đoạn âm ha trường âm thông thường tá đoạn âm căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm bút trường âm nhấn thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm pru trường âm thông thường mí đoạn âm pram trường âm nhấn má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm a nề chẳng na hà tắc cần bụt thằng ta ma hằng pru mi pram ma năng u sa phần ba ra u sa phần ba qua rằng quỳ rằng ma hề sinh quý chi tà quý năng a nề chẳng na hà tắc cần bụt thằng ta ma hằng pru mi pram ma năng.
Usa phang bawa rang vui rang ma he sinh vui chi ta vui năng ane chang na ha ta cang bút thăng ta ma hằng ru mi pram ma năng Usa phang bawa rang vui rang ma he sinh vui chi ta vui năng ane chang na ha ta cang bút thăng ta ma hằng ru mi pram ma năng Usa phang ba wa rang quy rằng ma he sinh. Câu này con biết kệ. Bậc trâu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà La Môn, là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, xin xuống mic ạ. Dạ, alo, con kính đánh lỡ quý sư, con kính lỡ quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đặt bài câu Pháp Cú 422. Ô sắp bằng ba ba rằng vì rằng ma hề sinh ý chí tà vì nàng á nề chàng na hà ta càng bút thằng ta ma hàng rồ mi rằm ma nàng Ô sắp bằng ba ba rằng vì rằng ma hề sinh ý chí tà vì nàng á nề chàng na hà Na hà ta cần út thành ta ma hành rồi rầm ma này Ú Ú sắp bằng ba ba rằng vì rằng Na hà xin vi chí ta vì nặng A nề chẳng Na hà ta cần út thành ta ma hành rồi mi rầm ma này Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ô sắp bằng ba ba rằng vì rằng ma hề xin vi chí tà vì năng. Dạ, ấu là đoạn âm, sắp là trường âm ngắn, hang là trường âm đặt theo giọng nhân âm, bá vá là hai đoạn âm, răng là trường âm đặt theo giọng nhân âm. Vi là trường âm thông thường, răng là trường âm đập theo giọng nhân âm. Má là trường âm má là đoạn âm hay là trường âm thông xin là trường âm đặt theo giọng nhân âm ví chí là hai đoạn âm ta là trường âm thông thường ví là đoạn âm năng là trường âm đặt theo giọng nhân âm yeah. Tiếp câu 1, tiếp câu 3 và câu 4. An nề chẳng na hà ta càng bút thằng ta ma hàng rồ mi rầm má năng Á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, chân là trường âm đặt theo giọng nhân âm, ná là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, chân là trường âm đặt theo giọng nhân âm, bút là trường âm ngắn, thân là trường âm đặt theo giọng nhân âm, tá má là hai đoạn âm. Thăng là trường âm đặt theo giọng nhân âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm ngắn, má là đoạn âm, năng là trường âm đặt theo giọng nhân âm. Chích sai quá. Con xin cỡ.
ô sa băng ba và răng vi răng ma sinh vi chỉ ta vi năng a nê chăng na hà na thăng bút thăng ta mang ru mi răm ma năng ô sa băng ba và răng vi răng ô sa phăng ba và răng vi răng na ha sinh vi chỉ ta vi răng ta nê chăng na ha ta căng bố thắng ta mang ru mì răm ma năng bậc rau chúa thủ thắng bậc anh hùng đại sĩ bậc chiến thắng không nhiễm bậc tay sạch giác ngộ ta gọi bà la môn. Đây là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc bài trả bài xong, con có sai, xin ngài truy đức và cùng mấy thiện hữu trong đạo tràng trên suối giùm con. Giờ con xuống hả? Alo, xin Trần Phùng hay là Trần Phụng? À, chỉ có hai điểm ha. À, điểm thứ nhất á là quy chi ta quy năng chứ không phải là quy năng ha. Câu số 2 quy chi ta quy năng, còn cái câu đầu á bao quá răng quy răng ha, thì nhớ câu đầu á quy răng nó là trường âm, còn ở sau là quy năng chứ không phải là quy năng ha. Câu số 2 thì câu số 2 ở chỗ này Sika bị lầm là chữ quy năng chứ không phải là chữ quy năng ha. Rồi trong sự phân tích thì chữ u sa phần à, nhưng mà Sĩ Trần Phụng nhầm chữ xá là đọc là chữ sóc, cho nên mới nói đó là trường âm nhấn. À, ú xá hai đoạn âm chứ không phải chữ ú là đoạn âm, mà chữ sắp là trường âm nhấn, mà nó là chữ xá chứ không phải chữ sắp ha. Ú xá phần chứ không phải là ú sắp hằng ha. À, chú ý chỗ này thì chỗ này chút bị nhầm, đó là trường âm nhấn. À, thì bây giờ chỉnh lại, đó là hai đoạn âm à, chứ không phải là một đoạn âm, một trường âm nhấn và một trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. À, Sika Trần Phụng à, chú ý chỗ này ha, chỉnh lại dùm. Rồi mời Sika Hải. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô. Dạ. Oh, sorry. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính chào quý sư cô tông nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Usapang pavarang virang mahe sing vichita vinang ane chang naha takang buthang tamahang brumi brahmanang. Usapang pavarang virang mahe sing vichita vinang
Ane chang na ha ta cang bút thằng tam hằng pro mi brahma năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Usapang bhava rằng vì rằng ma hề sinh vi chi ta vi năng. Ú xá là hai đoạn âm, phang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá vá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, sinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví trí là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con qua bên câu số 3 số 4. Dạ con xin đọc lại câu 1 số 2. Usapang pavarang virang mahe sin vichita vinang. Dạ con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Ane chang naha takang buddhang tamahang brumi brahmanang. Á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, chang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brum là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A ne chang na ha tắc căng bút thăng tam hằng pru mi brum má năng. Dạ con xin tập lại từ đầu. Usapang pavarang vi rang mahe sin vichita vi nang ane chang naha takang buddhang tamahang brumi brahmanang. Bậc trâu chúa, thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà la môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Usapang pa và răng vi răng ma he sin vi chi ta vi năng ane chang na ha ta kang bu thăng tam hang bru mi brahm ma năng. Dạ con xin hết, con nếu có sai con xin sư chỉnh sửa. Con hơi lộn cộng cái chỗ chữ chữ he với lại nè, con không biết là trường âm thông thường hay là đoạn âm. Dạ con xin xuống mic, dạ con xin mời vị kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và Ngài Pháp Trang, quý bà và quý cô tu nữ. Con kính xin kính chào toàn thể đạo tràng và con xin trả bài câu pháp cú số 422. Usu phang tangwa rang we rang ma he sin vi chi ta vi nang ane chang ma ha ti kak ta kang bụt tham ta ma hang pru mi pram ma nang. Dạ con xin đọc lại ạ. Usu phang ta wa rang we rang ma he sin vi chi ta vi năng ane chẳng na ha ta càng bụt thằng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Con xin phân tách hai câu đầu ạ. Ú số là hai đoạn âm, ú số phăng, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá quá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vi rằng vi rằng vi là trường âm thông thường, ra trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma he sim ma a má là đoạn âm, he là trường âm thông thường, sinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vi trí ta vi nàng, vi trí là hai đoạn âm, ta
là chẳng âm thông thường, quý năng, quý là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đoạn số 3, câu số 3 và 4 á. A ni chàng na hà ta càng bụt thằng ta ma hằng rù mi phạm ma nàng. Á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, chàng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná há, ná là đoạn âm, ha, ná ha, ha là trường âm thông thường, tá căng, tá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút thăng, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hằng, tá má là hai đoạn âm, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, trầm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin kể. U sa phang pa va rang vi rang mê chinh ma hê sinh vi chi ta vi năng a ne chăng na ha ta căng bụt thăng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Bậc châu chúa thủ thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc đậy sạch giác ngộ, ta gọi bà la môn. Bản dịch của thượng ngài Thích Minh Châu. Con xin hết ạ. Xin nhờ quý quý ngài và quý đạo tràng sửa lỗi cho con ạ. Con xin xuống mic và xin con xin mời quý vị khác ạ. Mời quý vị tiếp theo ạ. Alo. Huỳnh Giang Nhật Hà chờ tí ha. Chị Hải hôm nay rất là tiến bộ. Chỉ có hơi phong tâm với chữ đầu tiên thôi. U sa phần thì hai chữ u sa, thì chữ sa này chị Hải không đọc là sa mà đọc là u su phần ha. Nghĩ tưởng cái gì đó cho nên hơi phong tâm. Chữ u sa phần chứ không phải là u su phần ha. Khi mà kể thì vẫn đọc là u su phân rất là rõ, nhưng mà khi phân tích hoặc là khi mà đọc về trường âm đoạn âm thì là đọc u su phân ha. Rồi Sika Quang Hỷ chỉnh lại chỗ này một tí ha, nếu viết sai thì sửa lại. Rồi mời huynh Giang Nhật Hà. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 422 hôm nay ạ. Usapang pawa rang wi rang mahe sin wi chi ta wi nang ane chang na ha ta kang bút thăng ta ma hang ru mi pram ma nang. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. U sa là hai đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá vá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quy là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, xin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý chí là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Út sa phần bát bát rằng quỳ rằng ma hề sinh quý chi tà quý năng. Và câu số 3 và câu số 4. A ne chăng na hà ta căng bút thăng ta ma hăng bru mi bram ma năng. Á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Ná là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prom là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Anh nề chẳng na hà tắc căng bút thăng tắc má hăng pru mí prom má năng. Dạ con xin đọc lại ạ. Usa phang ba wa rang wi rang ma he sing wi chi ta wi nang an ne chang na ha ta kang but thang ta ma hang bru mi pram an nang. Bậc trâu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà La Môn, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. U sa phang ba wa rang wi rang ma he sin wi chi ta wi nang an ne chang na ha ta kang bud thang ta ma hang bru mi pram ma nang. U sa phang ba wa rang wi rang ma he sin wi chi ta wi nang an ne chang na ha ta kang bụt thang ta ma hang bru mi pram ma na. Xong chỉnh sửa giùm cho con. Dạ. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Phật Thầy ạ, Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sang Thầy ạ. Dạ con xin kính lễ sư trí đức, sư Phật Trang và quý cô tu nữ trong viên. Con xin chào đạo tràng. Dạ con xin chào bài Pháp Cú Kinh 422. Usa phang ba wa rang wi rang ma he sin wi chi ta wi nang a ne yang na na ha ta kang bút thang ta ma hang bu mi pra ma nang. Usa phang ba wa rang wi rang ma he sin wi chi ta wi nang a ne chang na ha ta rang bút thang ta ma hang bu mi pra ma nang. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Cú xá là hai đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá quá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quy là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cú xá phăng bá quá răng vi răng. Câu 2. Má hê xin. Má là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, xin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý chí tà quý năng. Quý là đoạn âm, chí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú sa phăng ta quá răng quỳ răng ma he sin wi chi ta wi nang. Dạ, câu 3, câu 4. A he nang na ha tang hang bút thang. A là đoạn âm, ne là trường âm thông thường, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhắn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá na hằng bù mi bà na năng. Tá là đoạn âm, má là đoạn âm, hằng là trường âm đọc theo giọng âm, bù là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, bra là trường âm nhắn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U sa phang ba wa rang vi rang ma he sin vi chi ta vi rang vi năng. Sorry. Ane yang na ha ta rang bút thang ta ma hang bu mi bra ma năng. Bậc châu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ,
bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn, của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Và con xin kể. U sa phăng ba wa văn vi văn ma he sin vi chích tăng vi năng a lê chăng na ha ta căng bút thăng ta ma hăng bú mi bà ma năng u sa phăng ba wa văn vi văn ma ha sin vi chích ta vi năng a lê chăng na ha ta văn bút thăng ta ma hăng bú mi bà ma năng. Dạ con có xin sai xin chữ sửa. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin xuống đức ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Alo, dạ cho con xin hỏi đạo tràng có nghe được tiếng của con không? Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con xin đảnh lễ sư, con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 422. U sa bằng bá quá rằng quỳ rằng má hệ sinh quy chi tà quy năng a nề chẳng na hà ta càng quýt thằng ta ma hằng phù mi rầm ma năng. Con phân tích câu 1 và câu 2. U sa phằng ba ba rằng quỳ rằng ma hệ sinh quy chi tà quy năng. U là đoạn âm, xá là đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá vá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quy là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Má là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, sinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý là đoạn âm, chí là đoạn âm, ta trường âm thông thường, quý đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1 và câu 2. U sa phằng ba quá rằng quỳ rằng ma hệ sinh quy chi tà quy năng. Câu 3 và câu 4. A nề chẳng na hà ta càng quýt thằng ta ma hằng phù mi rầm ma năng. Á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, văn. Chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, má là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3 và câu 4. A nề chằng na hà ta càng quýt thằng ta ma hằng phù mi rầm ma năng. Đọc lại nguyên bài. U sa phằng ba ba rằng quỳ rằng ma hệ sinh quy chi tà quy năng. A nề chằng na hà ta càng quýt thằng ta ma hằng phù mi rầm ma năng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bậc trâu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Và con xin phép kệ thử. U sa phăng ba hòa răng quy răng mai sinh quy chỉ ta quy năng à nệ chăng na hà ta căng bút thắng ta mang phu mì đậm ma năng. Dạ con xin hết xin sư và quý vị trong lớp sửa bài dùm cho con cảm ơn. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, Đại Đức Pháp Trang.
cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, còn vị nào chưa đọc bài, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay. Dạ, Nhật Quỳnh mới trở lại máy nên Nhật Quỳnh không biết vị nào đã đọc bài và chưa đọc. Nên nếu vị nào chưa đọc thì kính mời bằng tay quý vị ạ. Trong khi chờ đợi, con xin được trả bài câu khúc cứu kinh số. Dạ, nãy giờ Nhật Quỳnh lặng hơi sâu nên chạy tới máy nó không có được ổn. Ô sa phằng ba qua rằng quỳ rằng ma hệ xin vi chi ta vi năng a nệ chăng a na hà ca tăng buộc tăng tam ma hạng su bị râm ma năng. Ô sa phằng ba qua rằng quỳ rằng ma hệ xin vi chi ta vi năng a nệ chăng na hà ca tăng buộc thằng tam ma hằng su mi sam ma năng. Dạ, cảm ơn tâm hạnh đã bớt bài. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ú xá hai đoạn âm, phân trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Bá quá hai đoạn âm sang, trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Quy trường âm thông thường, sang trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Dạ, cảm ơn chị Metta. Má đoạn âm, hê trường âm thông thường, xin trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Quý trí hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, quý đoạn âm. Năng trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Ús thăng bá qua rằng, quỳ rằng, ma hê xin quý chi ta quý năng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á đoạn âm, nê trường âm thông thường, trăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná đoạn âm, ha trường âm thông thường. Tá đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bút trường âm nhấn. Đờ hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tát má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru trường âm thông thường, ngụy đoạn âm. Râm trường âm nhấn. Má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A nề chăng na hà ca tăng bụt đà hằng tam ma hằng su mi sam ma năng. Dạ, con xin đọc lại nguyên bài. U sa phằng ba qua rằng quỳ rằng ma hệ xin quy chi ta quy năng a nệ chăng na hà cát tăng bút thằng tâm ma hằng su mì râm ma năng. Bậc trâu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà La Môn. Và đây là bản kiến ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dạ, con phân tích và đọc có sai, con cung kính ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Con mới chạy lại máy nên tâm con chưa có được định ạ. Con xin được kệ ạ. Ô sa phăng ba và răng quy răng mà hơi sinh quy kỳ tả quy năng à nể chăng na hà ca tăng mua thắng tạ ma hăng su mi sam ma năng. Ô ba phăng ba và răng quy răng ma hê sinh quy chỉ tả quy năng à nệ chăng na hà na ha ca. Dạ, con xin cãi lời, con sai rồi. Ô ba phăng ba và răng quy răng ma hê sinh quy chỉ ta quy năng à nệ chăng na hà ta căng bùa thắng ta ma hăng su mi sam ma năng. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và sa thú bàn tay ba ông thần. Và kính mời ba ông thần. Thank you.
Alo, 123, 123. Chí công địa, ông thần tài, ông táo, chờ một tí ha. À, quý vị thấy trong vali ha. À, chị ca Nhật Quỳnh đọc lái ha. À, thay vì cái chữ mà quý vị thấy rằng trong giọng kệ cũng đọc lái luôn chứ không phải là giọng kinh không. Anê chàng na hà tắc cần bút thần câu số 3 thì cái từ na hà tắc cần nhưng mà chị Nhật Quỳnh đọc là na hà ca tầng. À, chữ tác cân đọc thành ra chữ ca tầng. À, chỗ này sư Nhật Quỳnh chú ý ha. Na hà tác cân chứ không phải na hà ca tầng. Sư Nhật Quỳnh ở chỗ này bị là bị hơi phân tâm nha. Rồi mời sư ông địa, ông thần tài, ông táo ạ. Hello, hello mọi người nghe con không ạ? Dạ. Trước hết con kính đảnh lễ xin ông Chí Đức và quý xin ông Trung Rương. Con kính đảnh lễ quý bà tu tiên nữ, con kính chào quý cô chú và anh chị. Con xin đọc bài 422. Ú sát phân táo hoa răng quỳ răng Má hê sinh quý chí tà quý năng Anh chân ná hà ác căng bút tà hân Tám má hân prô bí prom mánh năng. Con xin đọc lại ạ. Ú sát phân bá hoa răng quỳ răng Má hê sinh quý chí tà quý năng Anh chân ná hà ác căng bút tà hân Tám má hân prô bí prom mánh năng. Sau đây con xin phân tích ạ. Ú xá là đoạn hai đoạn âm, phân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá quá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nguyên là trường âm tông cười, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, hê là trường âm thông cười, chi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý chí là hai đoạn âm. Ta là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vút là trường âm nhấn, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm tông trường, ní là đoạn âm, ram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, sau đây con xin đọc lại một lần. Thứ ba, ú sát phân bá quá lăng nguy lăng má hi sinh vi chít ta nhĩ năng Anh chân na ha tắc căn bút ta hăng tắm ma hăng bù bí bram mắn anh. Sau đây con xin đọc lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bậc cháu chùa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiệm, bậc tịnh sạch giác ngộ, ta gọi bà la môn. Và con xin đọc lời dịch theo tiếng quê hương của con. Bậc cháu chúa thù thén, bậc anh hùng đỡ sĩ, bậc chiến thén không nhiễm, bậc tải sạch giác ngộ, to gọi bò la môn. Và sau đây con xin kể, và con kể lời một là theo vớ sình trung hương của sư ông. Ủa sa phân pa, hòa lăng như đăng, ma he sinh quy chỉ ta quy năng anh ấy chân đá hạ ta căn bồ tăng ta ma hăng bồ ni brahman. Và cũng xin kể dựa theo một cái giai điệu bài nhạc của nhạc sĩ Thuận Yến mà có nghĩa là có vài
cô chú trong này sẽ biết. U sa phẩm ba pha lâm vi răng ma hê xin quý chi ta quý năng an nhê chân na ha ta cân bu tăng tâm ma hâm cử vi bâm ma năng. Con biết cô kinh dung biết theo điện gì cứ là chỉ từng ý này. Dạ con đã làm xong đọc xong trước hết con xin sám hối nếu mà con có gì sai và nếu con có gì sai trong bài học con xin sư ông và quý cô chú sửa cho con. Dạ con xin ra xuống nước ạ. Sa thú chị ông Đĩa, ông Thần Tài, ông Táo đã trình bày câu Phật ngôn 422 qua nhiều thể loại ha, qua nhiều cách thức để cho chúng ta tùy theo nhân duyên mà tiếp thu. Đây là một cái trường hợp cũng quan trọng ha, bởi vì thời kỳ của Đức Phật ngài dùng ngôn ngữ để diễn tả sự thật. Thì bây giờ chúng ta cũng dùng ngôn ngữ để cho người khác nghe, người khác hiểu. Đây là một điều quan trọng trong giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật không phải là trong tam tạng pháp bảo rồi chúng ta coi như quỳ lại suốt ngày. Mà giáo pháp của Đức Phật là chúng ta phải nghe và hiểu, đọc và hiểu, chứ không phải để tôn thờ. Thì đây là một cái hình thức mà chúng ta lặp đi lặp lại để rồi coi như cái nhân duyên của chúng ta chấp nhận được chân lý trong giờ phút nào thì tốt giờ phút đó. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa của từ vựng câu Phật ngôn 422. Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay quý vị thể hiện rất tốt, vị nào cũng giỏi hết á. Tức là đưa tay lên là thấy quý vị hay rồi. Trong cái vấn đề này chúng ta phải mạnh dạn, phải thắc mắc cái gì là đưa tay lên làm liền, chứ đừng có để sự nghi ngờ rồi chúng ta càng ngày càng phải thấy khó. Thắc mắc là hỏi, cho nên giác ngộ là gì, thấy cái gì ngộ là cứ giác nè. Rồi câu đầu tiên, U sa phần bao quát rằng quy rằng. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ. U sa phần có nghĩa là gì? U sa phần do cái từ u sa pha. U sa pha là một danh từ nam tính. A karan ta pung linh ya. U sa pha ở đây được chia theo đối các số ít đô tỷ gia quỷ phát tí ê tô vá chân á. Cho nên u sa pha biến thành u sa phần. U sa phần ý nghĩa là con trâu. Nhưng mà ở đây con trâu nó tượng trưng cho một cái sự thù thắng, một sự tốt đẹp mà người ta gọi là trâu chúa. Gọi là đấng nhân ngưu, đấng nhân ngưu hay là bậc trâu chúa. Đáng lẽ câu Phật ngôn này đầu năm Tân Sửu này chúng ta triển khai, bởi vì nó nói lên con trâu. Tại sao gọi là trâu chúa, tại sao gọi là đấng nhân ngưu ha? Thì u sa phần ở đây được diễn tả là đấng nhân ngưu. Nhân ngưu là người trâu hả? Không phải. Nhân ngưu tức là trong con trâu chúa này có một cái điểm đặc biệt ha, có điểm đặc biệt chúng ta sẽ triển khai sau. Rồi cái từ thứ hai, bao quát rằng do cái từ bao quát ra là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga và Bhagavara cũng được chia theo đối các số ít đô tỷ giá quỷ phát tỷ hệ cao quá trình á. Cho nên Bhagavara biến thành Bhagavara gọi là bậc cao quý
bậc cao quý. Rồi từ thứ ba là quy răn. Quy răn do cái từ quy ra, và quy ra ở đây cũng được chia theo đối các số ít đô tỷ giá quy pháp tỷ e câu quá trình á, cho nên quy ra biến thành quy răn. Quy răn là bậc anh hùng, bậc quy anh hùng. Thì ở đây cái câu đầu tiên ha, là đấng nhân ngưu nè, bậc cao quý, bậc anh hùng, ám chỉ về châu chúa này, tức là cao quý anh hùng. Rồi bây giờ qua câu số 2. Câu số 2 nói lên cái gì đây? Mahe sinh quý chí ta quý năng. Mahe sinh quý chí ta quý năng. Chữ Mahe sinh, Mahe sinh do chữ Maha cộng với ý sĩ. Maha là to lớn, ý sĩ là những vị ẩn sĩ, những vị ẩn sĩ. Vậy chữ Mahe sinh có nghĩa là bậc đại ẩn sĩ, bậc đại ẩn sĩ Mahe sinh. Rồi quý chí ta quý năng, quý chí ta quý năng. Chữ quý là một tiếp đầu ngữ, nó nhấn mạnh chữ chí ta quý năng. Chữ chí ta do căn ngữ chí có nghĩa là chiến thắng, chiến thắng. Quý chí ta quý năng đây là một danh tính từ, quý chí ta quý na, nhưng mà nó được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy pháp tỷ e có quá trình na, cho nên chí ta quý na nó biến thành quý năng. Thì quý chí ta quý năng ở đây có nghĩa là bậc đã chiến thắng, bậc đã chiến thắng. Như vậy thì câu 2, bậc đại ẩn sĩ, bậc đã chiến thắng. Câu số 3. Câu số 3. Anh ê chăng na hà tắc cần bút thần. Anh ê chăng na hà tắc cần bút thần. Câu số 3. Chữ anê chăng, anê chăng chúng ta thấy tiếp đầu ngữ âm ở phía trước có nghĩa là cồng. Rồi chữ ê chăng do cái từ ê chá, mà ê chá ở đây nó xuất phát từ cái danh từ ê cha, nó là một danh từ trung tính akran tana pung sắc và linh ga. Và chữ e cha ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy pháp tỷ e câu quá trình á, cho nên e cha biến thành e chăng. Vậy thì anh e chăng, e cha là ái dục ha, nhưng mà có chữ anh ở phía trước. Anh e chăng có nghĩa là bậc không còn ái dục, anh e chăng bậc không còn ái dục. Từ thứ hai, anaha ta cần, naha ta cần. Chúng ta thấy chữ naha ta cá, nó là một danh từ nam tính akran ta phong linh ya. Và chữ naha ta cá được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy pháp tỷ e câu quá trình á, cho nên naha ta cá biến thành naha ta cần. Naha ta cần ý nghĩa là người đã rửa sạch mọi nhiễm ô, người đã rửa sạch mọi nhiễm ô, rửa sạch hay là tẩy sạch cũng được. Rồi cái từ cuối cùng, bút thần. Bút thần do cái từ bút tha,
Đây là một chân từ nam tính Akaranta Pumlinga và Buddha đã được chia theo đối các số ít đô tỷ giáo vì phát thiên các quá trình ha, cho nên Buddha biến thành Buddhang. Buddhang là đã được giác ngộ, đã được giác ngộ. À, như vậy thì câu số 3 này có ý nghĩa gì? Ai nề chẳng na hà ta cần bút thần bậc không còn ái dục, người đã rửa sạch mọi nhiễm ô, người đã được giác ngộ. À, thì như vậy tam hẳn phụ mỹ trầm như lai gọi vị ấy là bà la môn. Như vậy câu Phật ngôn 422 cho chúng ta ý nghĩa: đấng nhân ngưu, bậc cao quý, bậc anh hùng, bậc đại ẩn sĩ, bậc chiến thắng, bậc không còn ái dục, người đã rửa sạch mọi nhiễm ô, đã được giác ngộ, ta gọi vị ấy là bà la môn. Xin làm lại: đấng nhân ngưu, bậc cao quý, bậc anh hùng, bậc đại ẩn sĩ, bậc chiến thắng, bậc không còn ái dục, người đã rửa sạch mọi nhiễm ô, đã được giác ngộ, ta gọi vị ấy là bà la môn. À, ngài Hòa Trần Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: ví như châu chúa kiêu hùng, đại sĩ vô úy, vô cùng quý cao, bậc chiến thắng cả trần lao, chi giác ngộ khác nào bà la môn. À, xin lặp lại: ví như châu chúa kiêu hùng, đại sĩ vô úy, vô cùng quý cao, bậc chiến thắng cả trần lao, tuệ tri giác ngộ khác nào bà la môn. Và ngài Hòa thượng Minh Châu đã phổ thơ ngũ ngôn: bậc châu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc bể trạch giác ngộ, ta gọi bà la môn. Bậc châu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc để sạch giác ngộ, ta gọi bà la môn. Rồi, trong cái phần từ vựng, quý vị có ý kiến gì không? Không có ý kiến mà cũng là thịt và con gà. Rồi, bây giờ chúng ta ngay duyên sự ha. Câu Phật ngôn 422 nói lên vị nào đây? Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì câu Phật ngôn 422 đề cập đến ngài Angulimala. Angulimala. Alo, vị nào biết biết tên của vị trưởng lão Angulimala? Biết cho đúng. Angulimala rồi. Chị Kim Nhung rồi, ăn của Lý Ma Lạ rồi, chị Nhật Quỳnh, hai người là được rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác. Rồi, ăn của Lý Ma Lạ mà người ta hay gọi là vô não, vô não tức là không có phiền não. À, thì nếu mà chúng ta học câu Phật ngôn 177 thì hiểu về cái xuất xứ, cái duyên sự, cái tiểu sử của ngài Angulimala. Nhưng mà ở đây thì các vị tỳ kheo ngồi tại giảng đường bàn luận thế nào, bàn luận thế nào? Này hiền giả Angulimala, hiền giả thấy cung tượng hung hăng cầm cái lòng đứng che sau lưng của mình, hiền giả có sợ hay không? Sợ hay không sợ? Nhưng mà nhiều khi mấy anh chàng này làm rối đồ hình. Rồi, quý vị hơi phân tâm một tí ha, không sao. À, trở lại vấn đề. Khi mà Hoàng hậu Mallika cùng với Đức Vua tổ chức đại thí, một đại thí vô song, một đại thí mà coi như trong đời của Đức Phật chỉ có một lần. À, tức là thỉnh 500 vị A-la-hán với Đức Phật ha,
tổ chức cúng dường đến bãi ngài. Mà khi mà tổ chức cúng dường muốn hơn dân chúng, muốn tỏ ra là coi như là vua chúa, nghĩa là giàu có và tổ chức một cách long trọng, thì mới chơi cái màn thế này. Kiếm 500 con voi, mà voi thuần chủng á, mỗi con voi vậy đứng hầu một vị thánh tăng, mà hầu như vậy suốt 7 ngày 7 đêm, quý vị thấy có ai chịu nổi không? Nhưng mà ở đây bắt những con voi này phải đứng như vậy mà cầm cái lòng suốt 7 ngày 7 đêm để mà hầu cái Đức Phật và chư thánh tăng. Thì ông vua cũng tìm ra có 499 con voi thôi, không tìm ra được một con voi thuần chủng thứ 500. Và thế là khi báo lên thì hoàng hậu Mallika mới quyết định cái vấn đề mà coi như tổ chức cái đại tướng quan tổ chức đó. Thì nó thiếu con, thì nàng Mallika là một người rất là có trí tuệ, nói rằng thôi được rồi, bây giờ bất cứ con voi nào cũng được mà chưa huấn luyện, mà coi còn đâu có chưa được thuần chủng á, rồi cứ đem con voi đó tới cho đủ 500. Thì 499 con đã thuần thục ha, đã hiền thiện ha, đã được huấn luyện, còn con voi thứ 500 này là con voi trứng, chưa được. Nhưng mà nàng Mallika hoàng hậu này nó được rồi, cái đêm hôm qua đó đến hầu ngài Ankulimala, tức là ngài Ankulimala là một tướng cướp sát nhân để giết gọi là coi như 999 người, chỉ cần một người nữa là sẽ nguyện sẽ thành công, sẽ có được một cái chú thuật mà tuyệt thế trong độc chiêu trong thiên hạ. Thì theo ông thầy ông nói như vậy, nhưng mà anh ta giết được 199 người, còn có một người nữa thôi. Thì khi mà người mẹ xuất hiện thì ông ta tính giết cho đủ 1000, nhưng mà khi đó cũng chính là lúc Đức Phật xuất hiện, thì ông ta mới nghĩ mẹ người có công sanh thành dưỡng dục, còn cái ông sa môn này không có bà con họ hàng, vậy thì ta giết ông này cho đủ 1000. Như vậy là cầm gươm rượt theo Đức Phật để mà giết Đức Phật cho đủ số 1000. Nhưng mà cầm gươm rượt theo Đức Phật, Đức Phật do thần thông của mình, ngài cứ đi từ từ, mà anh chàng này anh chạy tới 3 giờ tuần, tức là 48 cây số, 48 cây số đuổi theo mà cũng không theo kịp Đức Phật. Thì ông ta mới la lên: này ông sa môn, ông hãy đứng lại. Thì Đức Phật vẫn từ từ nhẫn nhơ đi phía trước và nói với Ankulimala: Như Lai đã dừng lại rồi, nhưng mà này cũng được theo cái từ 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 với phong thái như vậy mà không kịp với tức mình nữa. Ông này nói láo. Ông nói ông để dừng lại, tại sao tôi được theo không kịp? Thì Đức Phật nói rằng Như Lai để dừng lại, tức là tái Như Lai không có nhúng vào máu, không tạo ác nghiệp. Chỉ nói một câu như vậy thì anh phải anh hiểu. Anh ấy trí tuệ dữ dội lắm, cũng tu tập chơi lắm lắm cho phải không? Mà bị xú vậy, bị thân cận với cả Ankulima là mới tạo ác nghiệp. Và khi nghe Đức Phật nói rằng Như Lai để dừng lại, tức là không làm việc khác, thì Ankulimala đã hiểu và quăng cái dao đồ tể quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật, xin làm đệ tử. Thì ở đây với một cái câu nói mà chúng ta thường nghe là bỏ cung dao đồ tể xuống sẽ thành Phật, đây là ám chỉ về trường hợp Ankulimala. Thì khi mà đã chứng đắc thánh quả A-la-hán, cuộc đời của ngài Ankulimala bị trả nghiệp trong hiện tại,
Tức là khi mà ôm mình bác đi cấp thực thì người ta có nói ôi, đây là cái chấp nhân nè, đây là tướng kiếu nè, đây là một cái tên hung bạo, một cái người bần cùng của xã hội đã tạo những ác nghiệp thế này thế kia, là người ta quăng đá này, quăng cà chua này, quăng trứng này, nghĩa là những cái gì mà dơ dãi nhất là người ta nhắm trong thân của Lima là quăng xấu xả. Có nhiều khi coi như ô mình bác cái cơ thực mà đi về với mình bác không, người ta thấy ta sợ, ta bỏ chạy. Cho nên trong cái sự tu tập của ngài Angulima là rất nhiều ác nghiệp nó trổ quả trong hiện kiếp. Thì bây giờ trở lại vấn đề, khi chúng ta thân quả là hạn thì hoàng hậu Malika tổ chức đại thí như vậy và bắt một con voi mà hung dữ nhất, chưa có thuần thục, đứng cầm quạt hầu ngàn cái Angulima là, và hầu như vậy suốt 7 ngày nha. 7 ngày con voi đứng im ru, không dám ho hé gì hết. Thì bây giờ các vị tỳ khưu mới thắc mắc, thưa hiền giả, khi một con voi hung hăng như vậy, nó cầm lọng đứng che ở sân của ngài, thì hiền giả có sợ hay không? Thì ngài Angulima lá trả lời, thưa chư hiền, tôi không có sợ con tượng hung dữ đó. Các vị tỳ khưu cho rằng trưởng lão Angulima là khoe pháp bậc thượng nhân, trên nói lên những lời không thật, cho nên đem câu chuyện này trình lên Đức Phật. Đức Phật mới nói rằng hiền giả Angulima là đã nói lời đúng theo sự thật, tự cho mình là có pháp thượng nhân. Tức là Đức Phật nói rằng con của Như Lai không có còn sợ hãi nữa, vì rằng các vị tỳ khưu vô lậu dũng mãnh như thế nào thì con của Như Lai là một trong những người dũng mãnh đó. Angulima là đã dứt khỏi sự sợ hãi đó rồi. Và Đức Phật này đã thuyết lên câu Phật ngôn 422, chúng ta đưa lên để cho quý vị thấy ha. U sa phần ba quát rằng quỳ rằng ma hê xin quý chí tà quý năng anh ê chẳng na hà các cần bút thần tam ma hằng trù mi trầm ma năng. U sa phần ba quát rằng quỳ rằng ma hê xin quý chí tà quý năng anh ê chẳng na hà các cần bút thần tam ma hằng trù mi trầm ma năng. Bậc châu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà là một. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt thì rất nhiều người chứng đắc thánh quả tu đạo Phật. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng tướng cướp lừng danh khi đã tu, sợ chi qua dữ đứng cầm dù. Lời sư vô não tuy chân thật, tăng chúng còn phàm chẳng tiếp thu. Phật dạy là châu chúa anh hùng, sang như đại sĩ ở thiên cung, luôn luôn giác tỉnh không phiền não, ta gọi bà là môn chính tông. Như vậy thì duyên sự câu Phật ngôn 422 cũng đã kết thúc ha. Nếu mà câu Phật ngôn này biết được trong cái dịp Tết á, đem triển khai Tết Tân Sửu ha, đem cái u sa phân này, u sa phá này ra mà trình bày thì hay biết bao nhiêu ha. Thôi thì thời gian cũng sắp hết, còn một câu cuối cùng nữa là chúng ta chấm dứt 423 câu. Nhưng mà khi chấm dứt rồi, chúng ta sẽ có một tuần để kiểm tra lại 423 câu này. Quý vị tâm đắc những câu Phật ngôn nào và đã áp dụng trong cuộc sống, cảm thấy có sự an vui, sự tấn hóa, sự lợi ích, thì quý vị học và phải hành nha.
và quý vị thấy có kết quả. Thì đây là chúng ta nương nhau mà sống, san sẻ cho nhau những cái hay cái đẹp. Để rồi chính trong hiện tại này chúng ta là thân bằng huyết thuộc, và những kiếp sau chúng ta cũng là bà con dòng họ với nhau, thân cận với các bậc kiến tri thức, thì chúng ta sẽ học hỏi những cái hay cái đẹp và chúng ta chia sẻ những cái đẹp cái hay đó để cùng an trú trong thiện pháp. Thì quý vị chuẩn bị ngày mai, mặc dù còn câu cuối cùng nhưng mà chúng tôi cố gắng để quý vị triển khai theo ý của quý vị, bởi vì những câu Phật ngôn này thời kỳ của Đức Phật, ngài ám chỉ về ngài Angulima La. Chúng ta không phải là ngài Angulima La, mà chúng ta là những kẻ phàm phu tục tử, thì chúng ta phải tranh cãi cho nhiều, chúng ta phải phản biện, chúng ta phải nêu lên những cái sự thắc mắc để làm sáng tỏ lời dạy của Đức Phật, và chúng ta học hỏi với nhau, chứ không phải đặt trường hợp ô Phật này nói chuyện này đối với ngài Angulima La mà chúng ta đâu phải là tâm trạng của ngài Angulima La. Ngày mai là ngày của siêu pháp thanh, đúng rồi, nhưng mà những cái ngày học mà pháp cú này, ngày thứ ba, ngày thứ năm, ngày thứ bảy chúng tôi sẽ phụ trách, thì quý vị coi như sẽ có những sự tham gia ha, sẽ có những sự tham gia mà quý vị tham gia tối đa 15 phút, 15 phút hoặc là nửa tiếng, quý vị muốn thế nào? Đã gọi là ông thần thì giỏi lắm rồi, ông thần là giỏi lắm rồi, không ai nói này, không có ai mà có như đụng tới mà ba ông thần này nổi đâu, trình độ cao nè, căn bản nè, hiểu biết mà thiết thực trong cuộc sống nè, diễn tả một câu Phật ngôn qua nhiều ngôn ngữ, mặc dù tiếng Việt Nam, nhưng mà nhiều ngôn ngữ, như vậy đủ thấy giỏi rồi ha. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Ê tê nam sát chào quách chê nạ sô kiều vô hô tù sập bạch đà. Do lời chân thật này kính dân qua phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy giá, xin mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo, sư Không Nhật ơi.